Bên mía ai hâu coi hắc coi bánh nhau mà cắt cung cửa muôn dê thái dê nã liền cần ai từ nông pa nông dê xuân phát xuân bó hà mùi khăm pu hắc cần tao thầu đó ông đó bóng pa mơ chóp lầu trong muôn tan trần trong phố mía mơ mi lu mi tủ to càng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị và các quý. Chúng tôi là công quản này đường xa xa xôi, cùng nhau trở về với quê hương Bản Phúc, xã Đầm Lầu, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La để tham dự lễ thành hôn cho năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Đức Diên và Thúy Hồng của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép ban tổ chức chúng tôi như được đỡ lời cho cô dâu chú rể đại diện cho hai bên gia đình, như được gửi tới toàn thể quý vị và các quý một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là ngày nào vui bằng ngày vui hạnh phúc, giờ đàn em bằng cùng giờ đỡ đôi mà để cho chú rể đêm qua phải thức cả ba canh, mong sao cho đến giờ lành trưa nay mà trưa nay thì trời đất đám xây để cho bọn họ về đầy xuân vầy. Và ngay sau đây ban tổ chức không để toàn thể quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cùng ngờ ngàng nhìn về phía cánh cổng hoa hạnh phúc và cùng dành ra một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của cặp đôi đường hạnh phúc nhất, rạng ngời nhất, đó chính là chú rể Đức Diên, cô dâu Thúy Hậu. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa thầy thân mến, thật đúng là đất bậc trẻ của chúng ta có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Chúng ta có thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ, đúng là chính bởi lẽ đó. Và ngày giây phút tại đây, chúng ta và tổ chức cũng chỉ được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển với sân khấu để diện kiến toàn thể quý vị. Dạ vâng, về phía phái đoàn Hòa Nhà Trai, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Quang Văn Phòng và bà Lương Thị Hoa là tân dây của mẫu của chú rể đẹp trai Đức Diên, sẽ cùng nhau di chuyển với lên sân khấu để đứng cạnh người con trai tuyệt vời của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính chúc quý vị thân mến, ba bên phía gia đình Hoa Nhà Gái xin được trân trọng kính mời bố Phan Văn Bó và mẹ là Lò Thị Thời là thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ trở lên trên sân khấu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, rất là thị thật bến, thật đúng là công cha thì lên núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước chất nguồn chảy ra, một lòng thì theo mẹ kính cha, chắc chắn chú hiếu mới là đào con gà. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên ra đây, chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chân dồn bước di chuyển với lên sân khấu tình yêu để thương cảnh những người con yêu quý của mình kìa. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa thị thân mến, và như vậy những nhân vật quan trọng, những nhân vật chủ chốt của chúng ta trong ngày hôm nay được có mặt đông đủ trên sân khấu tình yêu để cùng nhau diện kiến toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta rồi. Và thật đúng là nhà nước cầm pháo thì bất hay, nhưng ta lại có những tràng pháo tay nhiệt tình vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì quỹ đạo tại thành phố chắc chắn sẽ lung linh gấp cả hơn trường, đúng không toàn thể quý vị ơi? Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đại gia đình của chúng ta được không nào anh chị em ơi? Rất tuyệt vời, những tràng vỗ tay toàn thể quý vị để cùng nhau chúc mừng phúc từ đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây chính là cô dâu và chú rể cùng những bậc thân sinh. Xin được cùng chào tới toàn thể quý vị khách quý thay cho lời chúng ta đúng ạ. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, với đặc biệt là sự nhất trí tổng tình cao của đôi bạn trẻ, hai bên gia đình đã cùng nhau thống nhất để lựa chọn ngày hôm nay đây là ngày lành tháng tốt, từng nhau tổ chức chương trình lễ tình hôn cho đôi hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đây là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 13 tháng 12 năm Quý Mão, đúng ạ. Và trước sự chứng kiến và thị quý vị quan khách quý của chúng ta trong ngày hôm nay, cả chiều ơi, chúng ta cũng sẽ không để cho toàn thị quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một phút giây nào nữa. Ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn chân hạnh phúc của đôi bạn trẻ chú rể Đức Diên, cô dâu Thùy Hậu xin phép chính thức được bắt đầu. Thank you.
đó là một bàn pháo bóng phù khá là tuyệt vời đấy các thị các vị ơi. Xin mời kính thưa các thị thân mến, và như vậy là quốc gia thứ gì thì chúng ta cũng đã nét vợ thành chồng, đẹp duyên nơi lửa, đẹp lòng bảy cha, đẹp cho tình cảm hai nhà, đẹp cho đất ta mặt bà thủy chung, đẹp cho ngày tháng quốc vùng, mà đẹp cho làng xóm đến cùng chung vui. Dạ vâng, hôm nay đây đón giao hiền dị thảo vui lòng mẹ, công thành danh toại đẹp lòng cha. Một lần nữa xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trăm năm hạnh phúc trăm năm. Dạ vâng, kính chúc toàn thể quý vị thân mến. Và ngày hôm nay ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất mà cô dâu và chú rể của chúng ta nhận được, thì ngày hôm nay những bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, cô dì chú bác cũng có những phần quà hết sức là ý nghĩa để dành tặng cho hai con hai cháu của mình. Và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha, tần tảo sớm mất mắt con lớn, mắc cả tập thân gầy cha che chở đời con đúng à. Và ngày hôm nay đây, các bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau khoác lên cho mình những bộ trang phục thật là đẹp nhất và thật là lộng lẫy nhất. Và trong ngày quốc trọng này, tại gia đình yêu thương, chúng tôi sẽ có những món quà để gửi tặng cho các bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Và một lần nữa xin được thay mặt cho cô giáo chú rể, xin được chân thành cảm ơn món quà của bố mẹ rất nhiều. Và ngay giây phút ở đây để tiếp nối chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu di chuyển với lên sân khấu tình yêu, đó chính là món quà của gia đình chú Ban Ngân cũng như là gia đình anh chị Hưởng Nghiệp và gia đình cậu Ánh Trung của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển với lên sân khấu tình yêu để gửi tặng những món quà cho hai con hai cháu của mình nhân ngày vui trọng đại hạnh phúc hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn kính các bạn thể của mình thân mến. Và để tiếp nối chương trình thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh chị, gia đình chú Ban Ngân, gia đình anh chị Hương Nghiệp, gia đình cậu Anh Trung cũng như là gia đình cậu Ngân Cường, gia đình em Thêm Bi và gia đình cậu Hương Sa Lạ sẽ có những phần quà rất là tuyệt vời nhất để dành tặng cho hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Chiếc bảo mẹ, chiếc bình đồng thăng sông. Mà đây là công an công đường thuộc nghe đại cô phù suốt đời tách lại bình đồng chủ phủ lại con đeo ê. Bình đồng của tổ quốc Việt, bác Càn, bác Tùng, bác Tông. Mà chân vâng ở đời thuộc nghe đặc cầm các bạn sòng phái chú lãng ngầu. Kết nỉ bà tổ chức thức quẩy của báo Minh Quang sẵn lần xưa. Lại tăng đả hợi sòng phái chú lãng. Sòng chúc và tách lại bình đồng chủ phủ lại con đeo. Phơ cử, hảo hẳn, khăn mạnh. Phụ sư địa bản, cọ tướng trời bàn. Phụ sư cán bước, tướng trời hù. Phụ bày cả, gà lệ ít màn không. Phụ sư nòng xuống nam huyết và tổ màu. Luyện lưu tập, hởi nhớ xuống dao. Cơ thể, phủ huyết biết phẩu, xá lệ phẩu, phủ trà bàn. Phủ huyết biết làn, xá lệ làn, phủ bò phát ăn hủ. Thảo hoàn về nước phía nông nữ, xiển xương mờ. Sợi xếp nhọt, xếp xương lầy, cây xương bình. Xếp kiến phá tai mà vượt về nước phía nông chú phủ lại cố nông nữ. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ không quản ngại buồn xa xa xôi, cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc một ngày phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc mừng mẹ trước khi nào hoa sương, trên té bầu bao dù, trên té bố trên ma, trên té tà té na trên đầu. Chúc mừng tận trường vợ quân tịnh lại dòng, biết thiên phải lại toàn kính thế lại đùa, vâng ơn biết tổn lại tận hóc gì thần lành, biết thiên nhân lực té bàn hắn, ngân bàn té bàn cày, ngân trẻ ẩm bờ mần, ngân quan ăn bờ hồi, ngân hồi ăn bờ xịt bờ sao, nên đó số mày số mẹ bay, nên đó nó. Kính mời.
với chúng ta thể thân mến, chỉ còn khoảng một ít phút nữa thôi ạ. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với thiết thái thoải mái sông cơ bông rượu và cùng nhau hướng mắt lên sân khấu tình yêu, cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc nhất cho đời bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay, một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được thay mặt cho cô dâu chú rể đại diện hai bên gia đình, xin được chân thành cảm ơn món quà của gia đình chú Ban Ngân, gia đình anh chị Hưởng Nghiệp, gia đình cậu Ánh Trung và gia đình cậu Ngương Cường, cũng như là em Thiên Thiêm Bi, cũng như là gia đình cậu Hương Sơn và gia đình cậu Hợp Tỉnh và gia đình cậu Xí Tươi rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình ngay giây phút ở đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chuẩn bị di chuyển bước lên sân khấu, đó chính là món quà của gia đình em Sơn Trung, cũng như là em Tình, em Nghĩa và gia đình cô chú Vân Hùng đến từ quê hương Sơn La, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển với lên sân khấu để gửi tặng những món quà cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và một lần nữa thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình em Sơn Trung, em Tình, em Nghĩa cũng như là gia đình cô chú Vân Hồng đến từ Sơn La. Và cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Thức Việt ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, một lời xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ngồi thư thái thoải mái dùng cơm bông rượu. Và thi thoảng thì chúng ta sẽ cùng nhau nhấp vào bụng của mình những chén rượu nha quý vị nha. Để một giây lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau lên sân khấu để cùng nhau nhảy múa hát để chúc mừng khúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa năm nay. Ngày hôm nay không say không về, say rồi cũng không được vội về đâu nha quý vị nha. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Và một lần nữa thì ban tổ chức xin được thay mặt chú gia đình xin được lấy lời chúc mừng và chú rể xin được cảm ơn món quà đến từ bố mẹ cũng như là cô dì chú bác anh chị em cũng đã có những phần quà hết sức là ý nghĩa để dành tặng cho hai cháu của mình, xin được cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời hai em xuất hiện về phía bàn tiệc rượu để đến với nghi thức rót rượu xung quanh ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chúng ta đang được chứng kiến hình ảnh đó chính là cặp đôi hai đứa đang cùng tay trong tay, hai trái tim đang cùng hòa một nhịp, đang cùng nhau rót chén rượu hồng, đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình cha đồng thắm nghiêng về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu, cùng nhau rót chén rượu tình, cho đời trọn kiếp chúng mình thành đôi, dù trong vùng nổi xa vời, tình chồng nghĩa vợ trọn đời mãi không phai. Và xin mời chú rể hãy tiếp tục quy chén rượu thứ hai đi ạ. Trân trọng kính mời. Và chén rượu sâm panh thứ hai, sau khi rót tràn tháp ly rượu rồi, trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục rót vào những chiếc ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn để có tức ly rượu hiếu rượu tình dâng lên bố mẹ hai bên, và đặc biệt là để kính mời các toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và đúng là quả thật đúng là đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì trong chóng sẽ quay, và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ tự đồng đầy. Và xin mời em sẽ rót rượu ra những chiếc ly đang đặt ở trên bàn đây ạ. Dạ vâng, chú chung thì để phần cha, chú yếu phần mẹ, đưa ta chú tình, hôm nay sum họp chúc mày, tình trong một cất nghĩa dài trăm năm. Và sau khi rót vào những chiếc ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn, và vào giây phút tại đây, xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai tất duyên của chúng ta sẽ cầm cho mình hai ly rượu để nâng kính mời rượu lên bố mẹ vợ của mình, và cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp Thúy Hậu của chúng ta cũng sẽ cầm cho mình hai ly rượu để kính mời rượu lên bố mẹ chồng của mình đi nào. Trân trọng kính mời. Và xin mời hai em cũng sẽ cầm lấy hai ly rượu của mình đi ạ. Xin mời hai em sẽ trở về vị trí ban đầu ạ. Vâng, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau chạm ly nhau đi ạ. Chạm ly nhau và hướng ly xuống phía bên dưới để mời rượu toàn thể quý vị chúng ta đi ạ. Thay cả xin đến nào, khỏi sò chấp phép tất lại pin nào chủ phủ lại quân đa quê. Họ gian đi đâu, cái này pin nào hốt được kín nào lại ý chén lại phải là quá pin nào quê. Chú ý cho thầy cả máu lâu là quá pin nào quê. Vẫn thế mà nó.
khai đi chợ cười cánh vàng mới các bạn sở phái chúng em phải mới tìm mầm khẩu như chưa được cái trên đứa lại xưa Pinawe sẽ là bàn tổ chức được khỏi lại tạm đà hở sòng phái chúng em lại cảm ơn tất lại Pinawe chủ phủ lại con họ cần hin lầu sẽ chén đỡ Pinawe họ cần phòng nhớ chén lầu quần sung phong hoạt động tay khô cấp và tổ chức ngưng sông sam du sông sam du sông sam chúc mừng ngày phúc trên lại các Pinawe và bạn xin mời là thể kính biết chúng ta đi nào. Chén này được 100% là rượu nha anh chị nhá. Nước ngọt là rượu phong tục có to lắm đâu ạ. Quý vị đã chuẩn bị xong chưa? Nếu có thể quý vị ơi vẫn còn hơi bé đó. Bao nhiêu một tí đi các bạn. Cả nhà mình ơi. 1, 2, 3 Rượu 2, 3 Rượu 2, 3 Chúc mừng hạnh phúc. Hảo hẳn mới đến phía đầu chúc phủ lại cô đơn ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau uống cà
lối nhà tay mình nghĩa hình hát bài ca xuống trường.